giữa nắng chiều con diều căng gió. Con có sao không con? Nó sốt cao quá rồi. Bác ơi, mình đưa chút trà đi bệnh viện đi bác. Không sao đâu, em không sao đâu. Sao rồi con? Cổ họng con đau quá, chắc là con bị viêm họng rồi. Thôi để má nấu miếng nước ấm lau mình cho con nha, để cho con hạ sốt. Bác, vậy để con chạy đi mua thuốc. Thôi được rồi, chút trà đã có bác lo, con về lo công việc của con đi. Yên tâm, đã có bác đây rồi, về đi con. Dạ, vậy có gì bác gọi cho con qua liền nha. Đi đi. Vậy thôi con về đi, anh về nghe trúc trà. Dạ. Đi đi con. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Con có biết là thằng Quý nó cũng thương con không? Mà sao má biết? Má già từng tuổi này rồi, nhìn qua là biết rồi. Cái thằng đó thiệt là hiền lành dễ thương á. Chuyện gì mà con cười vậy? Con ước gì mình bệnh hoài luôn, để được má chăm sóc. Trời ơi, con nhỏ này nói bậy không à. Phải khỏe mạnh chứ con, ai ước mình bệnh vậy? Có má thật là hạnh phúc quá. Hai má con mình đã lạc nhau mấy chục năm trời, giờ má sẽ thương con gấp đôi để bù lại tình cảm cho con. Tôi xin lỗi bà, nếu bà biết sự thật chắc bà còn oán giận tôi nhiều hơn nữa. Giữa nắng chiều con diều căng gió.